Đoàn thể thao Ngân hàng SHB đã tham gia đại hội với hơn 80 vận động viên ưu tú đến từ các đơn vị trên khắp cả nước. Các vận động viên của SHB đã thể hiện tinh thần thi đấu tốt trong nhiều nội dung thi đấu khác nhau như bóng bàn, cầu lông, quần vợt, cờ tướng, điền kinh, bóng đá nam và bóng đá nữ. Họ đã thi đấu với tình yêu cháy bỏng và quyết tâm tràn đầy. Đội bóng đá nam SHB FC, đương kim vô địch Cúp bóng đá mùa xuân ngành ngân hàng Hà Nội, đã mang đến lối chơi fair play và những pha bóng đẹp, tạo ra những trận cầu kịch tính. Đội bóng đá nữ SHB cũng đã thể hiện sự nhiệt huyết và ghi dấu ấn tại giải đấu. Sau những ngày thi đấu căng thẳng, đội bóng bản nữ của SHB đã giành được huy chương, mang về sức mạnh và động lực cho toàn bộ đoàn thể thao SHB trong các trận đấu sắp tới. Tinh thần giao lưu, học hỏi và gắn kết cũng thể hiện rõ trong các bộ môn khác. Nhiều vận động viên tham gia các nội dung thi đấu cho người trên 45 tuổi đã thể hiện sự sức bền và chuyên nghiệp không chỉ trong công việc mà còn trong hoạt động thể dục thể thao, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Tại lễ khai mạc, phó thống đốc ngân hàng nhà nước đào minh tú cũng là trưởng ban chỉ đạo đại hội đã nhấn mạnh rằng đại hội thể dục thể thao ngành ngân hàng là nơi thể hiện sự đoàn kết tinh thần và khát vọng vươn lên của toàn thể cán bộ công chức và người lao động đây là biểu tượng cho ý chí phấn đấu vì một ngành ngân hàng ổn định và phát triển cũng như cho sự phồn vinh của đất nước